Chào tất cả các bạn nha, mình là Thu Thủy Trần ở bên Trái Cây Quý Mộc. Hôm nay thì còn khoảng 2 tháng nữa là chúng ta đã chuẩn bị bước sang Tết Nguyên Đán năm mới 2023. Và hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn cái chủ đề là cách chúng ta trưng cái bưởi thư pháp ngày Tết như thế nào để cho nó đẹp ha. Thì như các bạn đã biết thì vào dịp Tết thì ngoài việc có những cái chữ thư pháp ở trên những cái liễn đỏ, thì chúng ta còn có một cái viết thư pháp lên trên trái cây. Thì viết thư pháp trái cây là một cái phong tục rất là lâu đời của dân tộc của chúng ta. Vào dịp Tết thì chúng ta không thể thiếu mâm ngũ quả, cũng như là chúng ta không thể thiếu những cái trái cây để trưng lên bàn thờ gia tiên. Thành ra là nếu mà chúng trước đây thì mọi người ta hay trưng những cái loại trái cây ở trên bàn thờ mà cũng không có viết chữ thư pháp, nhưng mà sau thời gian gần đây thì cái phong trào viết chữ thư pháp lên trên trái cây nó cũng bắt đầu nó thịnh hành trở lại. Nó từ ngàn xưa nhưng mà bây giờ thì bắt đầu mình thấy nó thịnh hành trở lại. Thì cái viết chữ thư pháp lên trái cây thì thường thường đó là thể hiện cái sự mong muốn của chúng ta sang năm mới. Thì chúng ta mong muốn cái gì, chẳng hạn ở đây có chữ an khang này. Đây, chữ an này, chữ an khang, chữ thịnh vượng. Thí dụ như ở đây mình có cái chữ an khang. Đây, chữ an khang, thịnh vượng là thể hiện một cái mong muốn một cái năm mới, gia đình chúng ta, gia chủ chúng ta được an khang thịnh vượng. Hoặc là nếu như bạn thích thì bạn có thể chọn chữ tài, hoặc là chữ lộc, tài lộc. Đây, đấy, chữ tài với chữ lộc thì nó cũng rất là ý nghĩa đúng không ạ? Để chúng ta năm mới chúng ta phát tài, phát lộc. Hoặc là có chữ, ở đây có chữ nữa là chữ, đây là chữ cát tường. Đây là chữ cát tường. Cát tường, ở đây là chữ như ý. Cát tường như ý. Đây, và vừa đấy nó to quá. Đây, là chữ cát tường như ý. Thì đấy là những cái để chúng ta có thể trưng ở trên bàn thờ vào dịp Tết. Thì khi mà chúng ta trưng Tết mà chúng ta viết chữ thư pháp trái cây thì chúng ta trưng như thế nào? Thí dụ như là bạn có một cặp bưởi, bạn viết hai bên câu hai chữ là cát tường như ý, thì chúng ta có thể trưng hai cái quả bưởi này. Chúng ta có thể trưng hai quả bưởi này trên hai bên bàn thờ các bạn. Nó rất là đẹp và rất là cân xứng. Đây, chúng ta để hai bên bàn thờ hai quả bưởi như thế này. Chúng ta để mỗi bên một quả thì nó rất là cân xứng và nó cũng rất là đẹp. Nó làm cho cái trang thờ của chúng ta trang trọng và ấm cúng hơn. Thì chữ cát tường như ý. Hoặc là nếu mà không thì chúng ta có chữ an khang thịnh vượng, chúng ta cũng có thể an khang thịnh vượng, chúng ta để hai bên bàn thờ, mình thấy nó cũng rất là ý nghĩa đó. Hoặc là không thì chúng ta có thể để cái này trong phòng khách, một chữ an khang thịnh vượng, ở giữa là chúng ta trưng cành mai, cành đào và những cái bánh kẹo Tết, hay là rượu champagne, và trong đó bên cạnh đó chúng ta để một cặp bưởi, cành lá xanh tươi và có chữ an khang thịnh vượng, thì nó cũng rất là ý nghĩa. Khi mà khách đến chơi nhà thì chắc chắn là mình thấy nó có một cái sự rất là độc đáo, một cái rất là văn hóa Việt ngày xưa và thể hiện bằng những nét chữ thư pháp của người Việt chúng ta ha. Và nếu mà như chúng ta chỉ viết một chữ thôi, chữ tài, đây chữ tài và chữ lộc, thì chúng ta có thể ghi một chữ như vậy, chúng ta để giữa cái mâm ngũ quả. Thường thường ngày Tết thì không thể thiếu mâm ngũ quả để dâng lên ông bà tổ tiên, hoặc là mâm ngũ quả chúng ta để trong phòng khách chúng ta trưng cũng rất là đẹp. Thì nếu chúng ta chỉ có một quả thì chúng ta viết chữ tài hoặc là chữ lộc, hoặc là chữ cái gì mà chúng ta muốn, hoặc là chữ bình an, hoặc là xuân cát tường, hay là xuân hạnh phúc, chúng ta có thể viết trên cùng một quả bưởi và chúng ta trưng cái này vào giữa mâm ngũ quả, thì mình thấy nó cũng rất là đẹp, nó rất là nổi bật và rất là ý nghĩa, và nó cũng thể hiện cái sự độc đáo của cái văn hóa Việt của chúng ta trong không gian Tết của gia đình mình. Mình là Thu Thủy Trần ở bên Trái Cây Quý Mộc, mình vừa chia sẻ cho các bạn cái cách mà chúng ta trưng cái quả bưởi thư pháp hay là những loại trái cây thư pháp vào ngày Tết. Số điện thoại của mình là 0919977098. Các bạn có thể liên hệ với mình qua số điện thoại này. Mình sẽ hướng dẫn, tư vấn cho các bạn cách chúng ta viết thư pháp như thế nào và chọn bưởi như thế nào để chúng ta viết thư pháp, để chúng ta có được những cái trái bưởi tươi xanh, cành lá tươi xanh như thế này để chúng ta trưng Tết. Nó vừa ý nghĩa, vừa thanh khiết, vừa thơm tho và mang lại một sự ấm cúng trong không gian Tết của gia đình chúng ta. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ha. Mình chào tạm biệt các bạn nha. Bye bye.